Hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin trước khi tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường vào khu du lịch Kênh Gà và Động Vân Trình giai đoạn 1. Dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và Động Vân Trình giai đoạn 1 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 444 ngày 31 tháng 3 năm 2016. Ngay sau khi nhận hồ sơ thiết kế, mốc giới thực hiện do chủ đầu tư bàn giao, Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tăng cường công tác tuyên truyền quản lý đất đai xây dựng trong phạm vi thực hiện dự án. Phạm vi giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn xã Thượng Hòa có chiều dài trên 1.000 mét, hiện đã hoàn thành công tác kiểm đếm đối với 114 hộ có đất và tài sản trên đất, hoàn thành phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả đầy đủ cho các hộ theo quy định. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyên ở thôn 4 Vân Trình đang sử dụng đất do Ủy ban Nhân dân xã Thượng Hòa quản lý, có những yêu cầu đề nghị không phù hợp với các quy định của pháp luật. Mặc dù đã được tuyên truyền vận động thuyết phục của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở, song ông vẫn cố tình không chấp hành chủ trương chính sách về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, không di rời, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan đã ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyên, thời gian thực hiện vào ngày 27 tháng 12 năm 2023.